Vào ngày 17 tháng 9 năm 2014, thì công ty Huỳnh Thông và công ty bất động sản Danh Khối Á Châu vừa ký thỏa thuận hợp tác và phân phối độc quyền dự án khu nhà ở tầng tạo Garden, một dự án nằm ở cửa ngõ phía Tây Sài Gòn. Theo ký kết, Danh Khối Á Châu sẽ độc quyền phân phối 662 nền đất sổ đỏ tại dự án tầng tạo Garden. Đây là dự án đất nền hiếm hoi vừa được công bố trong quý 3 tại khu Tây Sài Gòn. Với hạ tầng nội khu hoàn chỉnh, cùng với nhiều tiện ích nội khu khép kín như trường mầm non, trung tâm y tế, trung tâm hành chính, văn hóa thể dục thể thao, trung tâm thương mại và công viên cây xanh. Sự hình thành và phát triển của dự án khu nhà ở tân tạo Garden sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho đội ngũ chuyên gia, người lao động tại khu vực Tây Sài Gòn, khu vực có hệ số di dân lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Cái nền công bố bán tại tân tạo Garden có diện tích từ 90 đến 110 m vuông một nền, giá bán từ 8,5 triệu đồng một m vuông, thời hạn thanh toán kéo dài đến 12 tháng không lãi suất. Đặc biệt tại tân tạo Garden, người mua có thể nhận nền xây dựng ngay khi hoàn tất thủ tục mua bán. Khu đô thị phía Tây Sài Gòn bao gồm các quận 8, quận Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh. Đây đang là khu vực phát triển nóng về hạ tầng, với hàng loạt các dự án trọng điểm sẽ được triển khai như Bệnh viện Chợ Rẫy, Cơ sở 2, Bệnh viện Nhi Đồng 3, đường Vành Đai 2, 3, khu đô thị Tân Tạo 320 ha, v.v. Ngoài ra, hàng loạt các thương hiệu lớn như là Aeon, McDonald's cũng đã lần lượt đầu tư tại khu vực này, khiến cho giá bất động sản, đặc biệt là đất nền, ngày càng gia tăng.